Chào mọi người. Trước mắt mọi người đây là một cái con chip nóng lạnh. Đây. Ánh sáng sáng quá để mình che lại cho mọi người nhìn thấy rõ. Đây là một con chip nóng lạnh đây nè. Và ở đây trong đây mình chế nước. Tại vì con chip này nó hoạt động theo nguyên tắc khi cấp nguồn đó thì một mặt của nó sẽ rất là nóng và một mặt của nó còn lại sẽ rất là lạnh. Tùy theo mình muốn ứng dụng cho công việc gì thì mình sẽ sử dụng cái mặt đó. Nếu bây giờ mình muốn làm lạnh thì mình sẽ sử dụng cái mặt trên này là cái mặt lạnh. Mình sẽ cấp cái nguồn nuôi 12V 3A. Và cấp vô con chip này. Và bây giờ mình thử sẽ nhiễu nước lên. Coi coi đến khi nào thì nó đông đá và nó có đông đá nổi hay không ha. Thử coi. Lâu quá, lấy tay nhiễu cho nó nhanh. Mình đã nhiễu nước lên rồi, mọi người thấy à. Bây giờ mình sẽ cấp cấp nguồn. Con chip nó bắt đầu lạnh lên rất là nhiều mọi người. Mặt trên bây giờ nó bắt đầu lạnh rang luôn. Mình sẽ không có tạm dừng, mình sẽ để cho nó quay liên tục luôn để mọi người xem thử coi bao nhiêu lâu thì nó mới có thể đông được đá ở mặt mặt trên ha. Và nó có thể đang đông được hay không nữa chứ. Chưa biết. Bây giờ nó rất là lạnh nhưng mà nó vẫn chưa đông đá được. Để mình sẽ đo thử. Bởi vì cái con chip này nó hoạt động tới 90W. Nhưng mà cái nguồn của mình là chỉ khoảng có 3A 12V. Là nó ra cũng được khoảng có 30 ba mấy watt rồi à. Nên cái công suất của con chip nó sẽ không hoạt động tối ưu được. Nhưng mà bây giờ nó đổ xương hết luôn ở trên mặt trên rồi. Rất là lạnh. Chắc khó khó đông đá lắm tại chưa đủ công suất của nó, chỉ mới 1 phần 3. Nếu mà chờ đông đá thì nó sẽ rất là lâu. Bây giờ mình sẽ tạm dừng lại để mình gắn một cái mỏ xấu vô ha. Đây, sau khi mình gắn cái kẹp xấu vô rồi thì mình sẽ sử dụng cái đồng hồ để mình đo cái nhiệt độ của nó. Đây mình có cái đồng hồ đo nhiệt độ đây ha. Nhiệt độ bình thường bây giờ là khoảng 33,5 độ C. Vì lý do là do cái
cái nguồn của mình chỉ nó cung cấp cho cái con chip này nó chạy được có 1/3 công suất của nó thôi, nên nó sẽ khó đóng băng lắm. Nhưng mà nếu mà cung cấp đủ cho nó khoảng 90W luôn á thì nó sẽ có thể là làm đóng băng nước luôn á, rất là tốt. Và cái độ chênh lệch nhiệt độ của hai mặt là khoảng 60 cho tới 70 độ C đó, nên nếu mà chúng ta giải nhiệt được cái mặt nóng càng tốt á thì tức là cái mặt lạnh nó sẽ cho ra nhiệt độ càng tốt ha. Bây giờ mình sẽ thử đo thử nhiệt độ cho mọi người xem nè. Bây giờ là 32,8 đúng chưa? Bây giờ mình sẽ lấy cái cảm biến này mình để lên trên mặt con chip và mình sẽ để cái đồng hồ lại gần cho mọi người xem ha. Đó, vừa rồi chúng ta thấy được cái nhiệt độ mà cái con chip này nó có thể tạo ra là khoảng 12 12 phẩy mấy độ C. Khi mà nó hoạt động ở công suất có 1/3 thì nó có thể làm giảm tới 20 20 độ so với không khí xung quanh. Vậy nếu mà nó hoạt động 100% công suất của nó thì tức là nó có thể dư sức làm xuống 0 độ rồi, đúng chưa? Thì cái con chip này và cái đồng hồ này thì hiện tại thì đều có bán ở trên cái bay bán hàng của mình hết ha. Và mọi người nếu mà có muốn sử dụng nó hay là mua về để độ chế rồi thì cứ liên hệ với cái bay bán hàng của mình. Lên đó là xem để biết thêm thông tin về cái đồng hồ này cũng như là cái con chip này. Con chip này nó ứng dụng rất là nhiều, chúng ta có thể làm máy lạnh hay là làm điều hòa, làm quạt quạt đá, mình rờ ngón tay vô rất lạnh mọi người, làm quạt đá và nhiều thứ nữa, rất là nhiều. Nếu chúng ta ứng dụng được nó thì rất là đủ loại luôn. Cảm ơn mọi người theo dõi. Để khi mình tìm được cái bộ nguồn thích hợp, mình sẽ cấp cho con chip để làm một cái video clip làm đông nước đá cho mọi người xem ha. Cảm ơn mọi người theo dõi rất là nhiều. Liên hệ với bay bán hàng nha.